Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của Yomiuro nhé. Hiện tại em đang có mặt tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ số 76A đường Nguyễn Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em một dòng sản phẩm mic không dây bãi chất lượng rất là cao. Hiện tại các bác đang có nhu cầu tìm hiểu mua về một số sản phẩm do bộ dàn của các bác hát không được bắt mic còn hơi nặng, thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến nâng cấp một bộ micro không dây. Và trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một bộ micro không dây cao cấp chất lượng đến từ thương hiệu Beyer Phỉ Tím. Hôm nay thì em có về được 2, 4, 5 tất cả đây là 13 bộ em nhé, 13 bộ mic Beyer Phỉ Tím, mặt màu trắng rất là đẹp và tay màu lông chuột, và tất cả còn rất là sáng mới. Trong dàn karaoke thì các bác và anh em ấy, việc hát nặng hoặc là hát không bắt mic là một vấn đề rất là nan giải, và em gặp trong rất nhiều gia đình có đi nâng cấp cũng như là giới thiệu có đi nâng cấp và cũng cài đặt cho các bác và anh em. Cái việc bộ hát của chúng ta bị nặng, nguyên nhân rất nhiều do mic của chúng ta không tốt, bởi vì nhiều khi các bác cũng phải mua mic tiền vừa phải này, tiền cao cũng có này, nhưng do các bác nghe quảng cáo và thực sự đôi lúc là chưa được trải nghiệm thực sự của nó, nên mua những bộ mic có chất lượng không tốt. Và hôm nay nếu có nhu cầu thì các bác có thể đổi lên một bộ mic hàng chất lượng nhưng giá cả cực kỳ hợp lý và phải chăng. Đây, và đây là hình thức của các bộ mic Beyer Phỉ Tím các em nhé. Và hiện tại em đã mở ra cái dòng sản phẩm này ra để các bác anh em sẽ mở 3 sản phẩm để quay phim cho các bác anh em. Còn tất cả các sản phẩm còn lại nó đều y hệt như thế này hết nhá. Các bác anh em nhìn rõ đây, vỉ mạch vỉ tím, hai hộp sóng. Con này có khả năng tự ngắt và gia tốc luôn nhá, chống rơi gia tốc rất là tốt. Ngay khi em sẽ giới thiệu xong mà em sẽ tiếp tục em test thử các bác anh em. Và đặc biệt cái dòng mic này được sản xuất rất đời rất là cao, đời năm 2017, còn rất mới và chất lượng rất tốt nhé. Đối với dòng mic vỉ tím thì tỷ lệ lỗi của nó rất là thấp. Đây, em soi cho đi các em nhìn thấy này. Ngày 23 tháng 08 năm 2017. Đấy, đây là bộ mic đầu tiên. Rất là đẹp. Tiếp theo là bộ mic thứ hai. Em soi ngày tháng đi. 23 tháng 6. 23 tháng 6 năm 2017. Đấy, vỉ rất là đẹp nhá. Được có 4 năm. 3 năm, gọi là 3 năm rồi. Hơn 3 năm một chút. Đấy, những cái micro này thì người ta thường đưa vào phòng hát, sau đó người ta nâng cấp những bộ chất lượng cao hơn, đắt tiền hơn nữa, thì người ta sẽ để lại những đôi này nên nó sẽ có cả lô em nhé. Đấy, rất là đẹp. Và khi các bác mua dòng sản phẩm micro không dây này thì sẽ được tặng cùng với dây là cắm xuống vang này, có tặng dây nguồn này, đầy đủ và được bảo hành 3 tháng các em nhé. Được bảo hành 3 tháng. Đấy, mic rất là đẹp. Đấy, sạch sẽ. Tiếp theo đây là bộ thứ ba, em đã mở khui ruột bất kỳ với anh cùng xem, có ghi rõ ngày tháng sản xuất trên bên, và trên đây nó còn có cái tem sản xuất đấy các em, tem này nhỏ này, cái tem giấy này, tem giấy là tiếng Trung là 16 tháng 8 năm 2017. Còn cái vỉ này là vỉ hiển thị nên thì nó sẽ khác em nhé, còn đây vỉ mạch chính này nó sẽ sản xuất năm 2017. Đây, còn về tổng quan một bộ mic chúng ta nhìn thấy đây, có cả nắp bên trên, rất là đẹp. Con này sử dụng điện đầu vào là điện là 12V 500mA. Đây nhé, đầu cắm nguồn điện đây vào đây. Trên này có ghi rõ tần số này, từ 7, tác giải tần số này và cái series rõ ràng nhé, 7111719935. Đấy, em chỉ mô tả một bộ mic như thế thôi. Với dòng mic Beyer thì rất là nổi tiếng rồi, cho tiếng mic rất là dày dặn. Và nhiều các bác có hỏi là mic có chống rú rít không, thì em xin trả lời ngay, micro thì không bao giờ chống rú rít. Nhưng đối với những dòng mic tốt ấy, thì giải rú rít của nó sẽ được hạn chế. Còn những cái dòng micro không chất lượng không tốt thì cái giải thừa thiếu nó rất là nhiều, khi chúng ta cắm lên rít nó sẽ làm bộ dàn chúng ta rít rất là nhiều. Nhưng đối với những bộ mic tốt thì những cái giải nó rất là bằng phẳng và khả năng giảm độ rú rít rất là tốt. Và mic Beyer Phỉ Tím
Hiện tại em đang giới thiệu cho các bác là một bộ mic có khả năng giảm độ rú rít rất là tốt các em nhé. Và ngay sau đây em sẽ test cho các bác và anh em cùng xem. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alo. Tiếng mic rất là dày các em nhé. Đây thì hiện tại em đang để chế độ không có echo và chỉ một ít gì vào thôi để các bác anh em tiếng mic rất là dặn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Trong khi em cắt mic này, nếu các bác để nghe thật chất âm thì các bác đeo tai nghe vào để đánh giá cái chất âm của micro. Và anh Bayer vỉ tím, hàng vỉ tím chất lượng cao đời 2017 này. Và cái giá em đưa luôn cho các bác anh em, cái giá hiện tại đối với một bộ micro không dây này là 2.300.000 đồng, chưa bao ship. Đấy, và đầy đủ phụ kiện kèm theo có dây nguồn, có rắc 6 ly để cắm xung vang. Và tiếp theo đây em sẽ test thử chế độ tự ngắt của dòng mic này. Đây, để 5 giây tiếp theo. Trên đây là một chiếc mic nữa. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bác anh em nhìn đây, rất là gần loa nhé, nhưng không hề rú rít nhé. Alo, 1, 2, 3. Một chút nữa. Alo. Hoàn toàn khác của em nhé. Khi em cầm lên thì nó lại dùng mình xài bình thường. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Và sau đây em sẽ test luôn chế độ có gia tốc tự ngắt để các bạn cùng xem. Em quay nhìn đây nhé, cầm mic đây này, không có tiếng động em nhé. Alo, không hề có tiếng động, khả năng gia tốc tự ngắt rất là tốt. Vâng, thì hiện tại em đã giới thiệu với các bác và anh em về bộ micro không dây Bayer vỉ tím, hàng đời cao 2017. Hầu hết các tay mic còn rất là đẹp. Chức năng hoạt động bình thường, có tự ngắt, có gia tốc, em đang test và tiếng mic rất là dày. Và đặc biệt là trong cái mic này nó sẽ có hai chế độ. Đây là chế độ tiếng mic dày và tiếng mic mỏng. Loud là tiếng mic dày, high là tiếng mic mỏng. Các bác có thể điều chỉnh tùy vào cái giọng của người dùng. Ví dụ như là giọng của đàn ông thì chúng ta có thể gạt lên cái chế độ tiếng mic mỏng này, nó mới mỏng bớt đi. Còn phụ nữ thì chúng ta có thể làm dày dặn hơn thì chúng ta gạt chế độ dày mic nhiều em nhé. Đây là một trong những tính năng rất hữu dụng của một dòng mic Bayer này. Đấy, thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi clip này. Các bác nếu có mua sản phẩm này, hiện tại đang có mặt tại số 76A đường Nguyễn Văn Bích, phường Tân Thái Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em. Xin mến chào và hẹn gặp lại.